Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo A Tiểu cùng 3 đồng phạm khác đều trú tại xã Gia Chiêm, thành phố Kon Tum về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 6 năm 2022, khi A Tiểu đang ngồi uống rượu cùng A Khẩu, A Vinh và A Đạt tại một đám cưới ở xã Gia Chiêm, thành phố Kon Tum, thì nghe tin A Triệt đánh em mình nên bực tức và rủ các đối tượng ngồi cùng bàn đi tìm A Triệt để đánh. Khi đến nhà bà Ida, cả nhóm gặp Rơ Ma Tương và nhầm tưởng là A Triệt, nên A Tiểu đã dùng con dao đâm Rơ Ma Tương. Ba đối tượng đi cùng dùng tay đánh, Rơ Ma Tương chết sau khi được đưa đi cấp cứu. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Tiểu 18 năm tù, A Vinh 15 năm tù, A Khẩu 13 năm tù, A Đạt 11 năm tù, cùng về tội giết người.